dành riêng cho các bé trượt patin nha cả nhà. Hay là người lớn mình đi bộ, tối mình đi dạo, mình đi bộ á cả nhà. Rồi đây các em nhỏ hả trượt patin. Hello con. Hi. Đây dành riêng cho các bé trượt patin nha cả nhà. Đây là một cái quảng trường nha cả nhà. Mình sẽ đi một vòng cho cả nhà mình xem nha. Rất là rộng ha cả nhà. Tại khu vực tại quận Tân. Đây dành riêng cho các bé trượt patin nha cả nhà. Đây cho những người ngồi băng đá là để mà. Hello chị. Đi vòng vòng, em đi dạo vòng vòng. Đây là quảng trường cả nhà. Đây là khu ẩm thực, quầy nước giải khát rồi nha cả nhà. Đủ thứ món ăn hết. Cả nhà mình ở địa phận quận 4 thì lại đi chơi quận 7 qua đây chơi cũng được. Rồi từ quận nhất mình phải qua cái cầu Ông Lãnh mình đi qua đây cũng được. Rất là thuận tiện á cả nhà. Rồi cả nhà theo chân mình đi xem coi có những gì nhé nha cả nhà. Ở đây nó có một cái sân đá bóng nữa nha cả nhà. Dành riêng cho các bé thiếu nhi hoặc là người lớn mình xem cũng được nha cả nhà. Có một khu vui chơi dành cho trẻ em nha cả nhà. Chơi liên hoàn. Rồi mình cũng đã kết thúc cái video tại đây. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ và